Xin mời Hồ Lê Diệu Hoàng. Ok, chắc là màu sắc của team mình rồi. Về chị với chị nhé. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc mừng em về về đội của Lưu Thị Tần Dương. Xin mời thí sinh Phạm Đan Chi. 3, 2, 1, xin mời. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ về team của Công Duy. Ồ, đây nó là một cái kết quả, nó nằm ngoài cái sự tính toán của mình. Duy là một người nhìn thấy hành trình của Đan Chi những cái năm qua. Duy biết là nó có một cái quốc nhỏ mà Đan Chi đang muốn reach tới. Và Duy tin chắc rằng là khi mà vào đội của Duy thì tất cả những cái điều đó sẽ xuất hiện trong mỗi ngày của Đan Chi. Duy xin cảm ơn. Chúc mừng Đan Chi. Công Duy cũng là một người có những cái con đường, có những cái dự định, các thứ cũng rất là ok. Vậy thì biết đâu được mình sẽ học hỏi được rất là nhiều từ Công Duy sao? Thí sinh tiếp theo, Hoàng Long, Trương Anh Quân, Lữ Nhật Hào. 3, 2, 1, xin mời. Lên. Hợp lý. Không, được đó. Được đó. Ừ đó. Chúc mừng em đã về với team của Tuấn Dương và Lucy. Thật sự là mình rất là cảm động. Chị Lucy và Tuấn Dương có rất là nhiều kinh nghiệm mà mình nghĩ là mình sẽ học được, kể cả trong cuộc thi lẫn ở bên ngoài và kinh doanh quần áo. Ok, em sẽ chọn bạn này. Ôi, chúc mừng em. Như vậy thì chúc mừng em đã về với team của Phạm Thoại. Chúc mừng bà và chúc mừng con Minh Duy. Cái lợi thế rất lớn của một bạn nam khi mà bán hàng đó chính là giọng nói. Và đó là lý do lớn nhất mà Duy muốn có hàng ở trong team của Duy. Bởi vì ngay cả Duy cũng bị ngọng nữa nè. Mà rõ ràng là giọng bạn rất clear. Như vậy thôi là đủ bán hàng. Hàng hiếm nha. Nhưng mà team em là... Team em đã có em mà còn slot nam để em chọn đó. Mà kiểu gì cũng fan nữ nhiều nha. Hà sẽ giúp cho team mentor Duy sẽ có thêm một ngôi sao bất ngờ. Và ngôi sao này rất là đặc biệt nha. Thì ngôi sao như thế nào thì các bạn có thể xem tập tiếp theo. Và thí sinh tiếp theo xin mời cặp sinh đôi Trần Nhật Vi và Trần Ánh Vi. Wow. Hai đứa em mình ư. Phước ra. Xin chào ban giám khảo và 5 vị mentor đến từ chương trình The Sober Tanner. Cho phép bọn em giới thiệu về bản thân bọn em một chút ạ. Là bọn em sinh 2003 và công việc hiện tại của bọn em là vừa đi chụp mẫu ảnh và tham gia là phiên livestream cùng các local brand thời trang. Tụi em có một cái niềm đam mê cái công việc livestream, với công việc livestream cũng như là như là kiểu tôi đang coi từ trong phim ấy. Tụi em khớp từng cái miệng luôn. Sao giống robot quá vậy trời. Về thế mạnh của tụi em thì là thời trang, hầu như là thời trang. Thấy không, tức chưa? Cứ người nói người đẹp, người nói người đẹp. Hơi delay thì đúng không? Và em nghĩ là nếu mà em đã thật sự nghiêm túc và yêu thích công việc này thì em sẽ cần phải mở rộng hơn các ngành hàng khác, không chỉ riêng về thời trang. Trời ơi! Sao hay quá vậy ta? Thấy không, cái này nó phải có tâm linh thôi. Không thể nào mà có chuyện như thế này. Ngày xưa là hai bạn còn giống nhau dữ nữa. Rất giống nhau luôn, giống mà đến nỗi mà hả? Bạn này mà mặc bộ này là chắc chắn bạn kia không bao giờ mặc bộ khác. Bắt buộc không đó là phải mặc bộ này. Kiểu hai không đứa mặc giống nhau là... Ôi ôi. Đứa là không mặc giống nhau là hai đứa sẽ không chịu, là mẹ đúng không? Có phải mua đồ cho hai đứa y chang, không mua sai lệch một món luôn ấy ạ. Vì có một câu hỏi là quan điểm của Tường Vi nha, về cái chuyện là mọi người mặc giống mình đó. Là em thích điều đó không? Là theo quan điểm của em là em mặc đẹp mà mọi người mặc giống em thì em thấy điều đấy nó cũng bình thường. Em cũng không có khó chịu gì cả. Vì em nghĩ là mình mặc đẹp được thì mọi người cũng có quyền mặc đẹp được giống như mình. Chứ không phải là chỉ một mình được đẹp còn mọi người thì không. Xin phép chia sẻ là ý kiến của em y chang chị gái em luôn. Phải nghĩ là với cái ý kiến con Duy đang hỏi á, là ví dụ như là hai bạn cảm nhận khi mọi người ơi hai bạn này là sinh đôi mặc lúc nào cũng mặc đồ giống nhau á thì có bị khó chịu hay không? Duy muốn hỏi điều đó đó. Đúng đúng đúng. Thật ra thì nếu tụi em mà cùng thích một món đồ mà tụi em không được mặc giống nhau thì cái điều đấy mới là điều khiến tụi em khó chịu. Và bây giờ thì sẽ là lúc mà Song Vi nhận kết quả. Huấn luyện viên nào chọn thì vui lòng dỡ bảng ạ. 3 2 1 xin mời. Ủa? Cảm xúc đầu tiên của em là hụt hẫng, cũng có tiếc, cũng phải hiểu cho các vị đội trưởng là vì đại cuộc nên là mọi người không thể nào vì một cái màu sắc của tụi em mà mọi người có thể quyết định ngay lúc đó được. Hè hè, trời ơi, khó tính quá vậy trời. Đây là hai thí sinh có cùng màu sắc, cùng ngoại hình và giống nhau về gương mặt. Hai bạn không có điểm nổi bật nào cả.
Thật ra là bởi vì về quan điểm thời trang của Duy á, là không muốn một người khác mà giống mình. Duy và Thoại muốn hai bạn tách ra, chứ không hai muốn hai bạn gặp chung thành một. Tại vì gặp chung thành một nó đã là vấn đề bao lâu nay mọi người không giải quyết được rồi. Tụi mình cũng đã tự nói với nhau trong lòng là sẽ không bích người nhà vào team và cũng sẽ không chọn người quen. Nên là tụi mình cũng cảm thấy rất là thoải mái. Cũng nói trước với hai đứa nhỏ ở nhà là như vậy. Thôi không sao đâu em ạ. Cười cái em cá chọn canh thế thì cũng còn chả chọn là ai đâu mà kệ đi. Chị quyết định nhá. Trên tinh thần là các em sẽ hành chị là ok. Cảm ơn Song Vi và hy vọng là các em sẽ gặp may mắn ở waiting list. Dạ vâng, em cảm ơn mọi người. Xin mời thí sinh tiếp theo, Bùi Trung Nghĩa. Em chào anh chị ạ. Sao nhìn gần giống anh quá vậy? Dạ. Cái người đang ngồi đây chính là bà Cúc, là chị gái ruột của Nghĩa Bùi sáng nay. Cuộc đời không biết được nắm tay nhau được từ sáng tới tối, nên mưa đến đâu em mắt mặt đến đấy thôi ạ. Thì bây giờ thôi thì em cũng vào đến đây rồi thì em quỳ lạy các anh chị. Lựa chọn này em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Ừ, chị vẫn luôn thích cái content của em, nó rất là thông minh. Em ơi, có ai nói em giống anh không? Có ạ, giống nhất cái môi ạ. À có đúng không? Vâng, em không đi bơm vì... Trời ơi, em y chang cái lúc mà anh chưa sửa luôn đó. Vâng. Y chang, anh hết hồn. Anh sáng hồn em ơi. Thế cho em xin vía để em sửa để em được giỏi nha anh. Không, cái miệng vậy là phải duyên dáng em nha. Về đội của Lê Du Lâm được không? Dễ thương mà không dơ nữa là quá không hiểu luôn đó. 3, 2, 1, xin mời. Trời đất ơi, cái gì đấy? Mọi người ơi, định chọn một cái đồ gì đấy? Mỗi mentor sẽ có một cái cách để training và cái cách để nhìn nhận tiềm năng của mỗi bạn. Em rất thích bạn này luôn, bạn này rất là dễ thương. Nhưng mà team em còn 2 slot mà đang quá nhiều người. Thiếu màu này, em thiếu màu này, em quyết định nhanh lên không tí nữa nó mất cái màu này đấy. Em đó. Không, nhưng mà căn bản là trong list danh sách này rất nhiều bạn hài và em đã có ý định chọn những bạn đó rồi. Phạm Thoại không kén cá chọn canh, mà Phạm Thoại chờ đến món ăn ngon Phạm Thoại thích. Call me Duy, cẩn thận cái đội. Duy đã không phải là một cái người mà tạo quá nhiều content khi like rồi. Đúng rồi. Thì Duy nên cân nhắc những cái bạn mà có thể giúp Duy về vấn đề về kịch bản này nọ, content trong các thử thách clip review hoặc là teaser, rồi những cái rất cần đó. Khi mà mình muốn dành một thứ gì đó rồi thì có thể nói là mình dùng tất cả mọi thứ từ xương máu, cơ thể của mình để mình đạt được thứ đó. Nhưng mà một khi là mình đã không có cảm giác rồi thì Duy nghĩ là có hành hạ mình thì mình cũng không thể nào mình nói được gì cả. Thường lần đầu tiên là mentor, mọi người chưa có kinh nghiệm, mọi người sẽ rất là hay bị sợ đợi. Nhưng mà đến cuối cùng á, là mọi người sẽ không chọn được cá nhân mọi người mong muốn. Hy vọng rằng thì khi mà không được lựa chọn và có thừa một slot nào thì mình sẽ là cái nhân tố gọi là vé vớt cũng được. Nhưng mà biết đâu vớt được cả huy chương của chương trình.